Quan trọng ở đây các bạn lưu ý là đối với phần tài liệu á, thì sẽ có một phần là lecture notes, các cái slide bài giảng nó sẽ nằm đây nha các bạn. Thì khi bạn ứng vào á, thầy hiện nay thì đã cung cấp cho các bạn là 9 buổi từ 1 tới 9. Rồi cấu trúc của một cái slide bài giảng thường á, sẽ có một cái định nghĩa liên quan đến từ và một số cái gọi là ô trống các bạn điền khi chúng ta học trên e-learning. Tuy nhiên những cái phần này các bạn có thể tự điền trước ở nhà ha, để tiết kiệm thời gian á, tại vì có thể trong lớp chúng ta sẽ không kịp thời gian để điền hết tất cả các từ. Sau khi phần từ vựng á, thì chúng ta sẽ có những bài tập. Những anh chị nào đã có gọi là phần sách cũ thì lưu ý sách Anh Văn 2, chúng ta sẽ học 3 buổi sử dụng quyển sách cũ các bạn. Thì những cái bài tập đó đã được thầy copy vào trong bài slide này rồi. Nếu những bạn nào mà chưa có sách thì cũng không sao Rồi sau đó phần listening. Thì đối với Anh Văn 2, các bạn lưu ý là phần listening chúng ta sẽ tự học ở nhà ha. Phần này thầy cung cấp cho các bạn phần transcript để các bạn biết là thứ nhất là tiếng Anh là gì và dịch thành tiếng Việt. Nhưng trong lớp chúng ta tập trung vào trả lời những câu hỏi nào mà các bạn có thể trả lời khi đọc phần transcript là chính thôi. Rồi, ngoài ra đối với phần tài liệu á, thì chúng ta sẽ có thêm bộ câu hỏi ôn tập. Đây thầy đã cập nhật là 6 buổi trước cho các bạn, tại vì chúng ta sẽ kiểm tra giữa kỳ ở tuần số 7. Đây là bộ câu hỏi ôn tập cho các bạn trước. Mỗi một phần này á, có khoảng 60 đến 62 câu. Nếu chúng ta có thời gian thì chúng ta có thể làm trong lớp hoặc là sửa bài cho tuần này á, tuần sau nếu chúng ta không có thời gian cho tuần này. Trước khi chúng ta bắt đầu tiếp theo nữa thì thầy muốn hỏi luôn các bạn là đối với lớp của chúng ta thì các anh chị đăng nhập Google Meet là sử dụng laptop hay là điện thoại di động? Dạ điện thoại thầy ơi. Điện thoại hả? Dạ điện thoại, dạ laptop thầy. Ok. Rồi, thì bây giờ có một cái thầy muốn hỏi luôn là đối với điện thoại di động thì các bạn có thể in cái phần slide bài giảng ra hay không? Ghi ở phần này nè. Ok. Vậy là nó không có ảnh hưởng gì đúng không ạ? Rồi. Thì nếu các bạn sử dụng điện thoại hay là laptop thì nhớ là in cái slide ra trước, tại khi chúng ta học á, điền vào sẽ nhanh hơn ha. Rồi bây giờ thầy sẽ ghi âm lại buổi này ha, để trong trường hợp những bạn nào mà không học được á, thì chúng ta sẽ có phần ghi âm. Rồi cấu trúc của phần e-learning thì các bạn biết rồi ha, cũng tương tự như các môn khác thôi, nhưng ở đây có một cái lưu ý là nó bằng tiếng Anh nên các bạn để ý phần announcement là các thông báo ha. Thì thầy đã có post một cái thông báo cho các anh chị có thể đọc ở nhà. Tuy nhiên thì có một số cái các anh chị cần lưu ý đối với cái học kế hoạch học tập online á, thì các bạn cần đọc những tài liệu trước nè, download slide bài giảng, làm bài tập. Cái phần làm bài tập này lát nữa thầy sẽ hướng dẫn là làm bài tập gì ha. Sau đó học các thuật ngữ chuyên ngành trước online. Rồi, theo dõi forum. Thường thông báo thầy sẽ sử dụng forum để thông báo cho các bạn ha, dưới phần announcement đó. Và đa phần chúng ta đều muốn biết là khi mà học thì có kiểm tra hay đánh giá như thế nào, thì trong phần này cũng có ghi rõ rồi ha. Các bạn lưu ý là đối với đánh giá môn học, chúng ta sẽ có 3 phần ha. Thứ nhất, đối với quá trình progress thì mỗi một buổi hay là mỗi một tuần các anh chị sẽ có một bài kiểm tra cuối tuần online khá là đơn giản, 10 câu 10 phút thôi các bạn. Và ở đây các bạn lưu ý ha, các bạn được làm 2 lần nhưng là lấy điểm trung bình. Nếu bạn nào làm duy nhất một lần thôi thì tất nhiên là không cần phải chia đôi ra, tuy nhiên nếu bạn làm 2 lần sẽ là chia đôi đó. Và thời hạn là 1 tuần. Các bạn lưu ý luôn là nếu các bạn không thông báo hay là không xin phép thầy trước á, thì sẽ không có phần kiểm tra bù hoặc là gia hạn thời gian cho các bài kiểm tra.
đây là trọng số khoảng 20%. Ví dụ chúng ta có 9 buổi, sẽ có một buổi là kiểm tra giữa kỳ, còn lại 8 buổi thì khi mà chúng ta tính điểm gọi là quá trình đó, sẽ là trung bình của 8 buổi đó ha. Rồi giữa kỳ 20%. Các bạn lưu ý là do hiện nay là dịch đó, nên là cái lượng câu hỏi, thời gian và hình thức thì thầy sẽ thông báo sau tùy theo tình hình dịch. Và nếu mà chúng ta học trên lớp hay online tiếp tục thì lúc đó thầy sẽ cập nhật cho các bạn. Nhưng mà chuẩn bị tâm lý là tuần số 7 chúng ta sẽ kiểm tra ha. Nội dung sẽ bao gồm tuần 1 tới 6. Đánh giá học phần, kết thúc học phần hay là thi cuối kỳ sẽ là 60% các bạn. Và đây các bạn cần lưu ý là 70 câu, 60 phút. Nội dung là từ 1 tới 9 tất cả những gì chúng ta đã học. Rồi, thì phần này các bạn nên đọc ha, announcement, thường những thông báo hay liên lạc gì nó nằm ở đây. Đối với phần kế hoạch học tập, phần này các anh chị đọc ở nhà, tự đọc ở nhà ha. Tài liệu tham khảo cũng tương tự, thông tin về môn học, đề cương cũng vậy. Lecture notes thì thầy cũng đã cung cấp cho bạn đầy đủ hết rồi ha. Rồi, đối với phần bài tập các bạn cần làm trước ở nhà đó là cái gì? Mỗi một tuần nó sẽ có một bài ha. Phần này ví dụ đây, các bạn ấn vào. Phần này sẽ không tính điểm, tuy nhiên nó là những cái bài tập các bạn làm trước. Rồi, phần này á, đặc biệt là các bạn lưu ý là khoa chúng ta đã chuẩn bị trước rồi cho các bạn đối với những cái từ và cách phát âm. Thì nếu trên phần Google Meet thì không có thời gian chỉ các bạn cách phát âm á, thì sử dụng cái bài tập này, nó sẽ phát âm thứ nhất BP là gì nè, tiếng Việt, và một cái câu định nghĩa. Thì các bạn thấy là cái câu này nó y chang như cái câu thầy đã cung cấp trong slide của các bạn thôi. Thì ở đây những cái ô trống còn chưa điền vào, các bạn có thể làm bài tập trước, sau đó điền vào trước đó, bằng cách là tự dịch ra. Nếu mà không kịp không sao, trên lớp chúng ta sẽ điền vào cũng được đó. Rồi, những bài tập ở đây các bạn lưu ý luôn, nó đi theo cuốn sách của chúng ta. Các bạn có thể làm trước ở nhà, sau đó tới lớp chúng ta sẽ giải những cái bài tập đó trên lớp. Hoặc là còn cách học khác nữa là các bạn có thể giải bài tập trên lớp cùng với thầy trước, sau đó những bài tập này á, các bạn làm lại một lần nữa để chúng ta nhớ bài hoặc là ôn bài luôn. Vậy là câu hỏi người ta có thể ra trong kỳ thi cuối kỳ hay là kiểm tra giữa kỳ đều là những cái câu trong phần bài tập này các bạn ơi. Rồi, thì đó là cái phần bài tập về nhà. Lớp học trực tuyến á, thường thì thầy sẽ tạo link sẵn cho các bạn. Một số tuần ở dưới hiện nay chưa có, tại vì thầy ẩn nó đi thôi, sẽ có. Sau khi các bạn học lớp học trực tuyến xong rồi á, thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ có một bài kiểm tra trắc nghiệm cho tuần số 1 ha. Tuần số 2 cũng tương tự. Rồi, ở đây cần lưu ý những gì? Lấy điểm trung bình thầy đã nhắc rồi ha. Làm theo thứ tự và không thể quay lại câu trước. Cái phần này các bạn cần lưu ý. Có nghĩa là gì? Chỉ làm tới thôi. Khi các bạn làm xong câu số 1, diễn câu số 2, các bạn sẽ không có đường link để quay lại câu số 1. Cái lý do thầy bắt buộc các bạn làm từng câu một là đã trong quá khứ đã có trường hợp là có một bạn đi từ câu 1 đến câu 10 chụp hình ảnh lại tất cả, sau đó chia nhau ra mỗi người dạy một câu. Thì đây là lý do tại sao các bạn sẽ làm từng câu một và không thể quay lại được trước, như các bạn lưu ý phần đó. Rồi, phần này á là có tính điểm như các anh chị, và sẽ là điểm trung bình. Rồi, ở đây có một cái thầy muốn hỏi luôn là đối với những cái phần mà thầy vừa để hết lúc nãy, các anh chị có thắc mắc gì không ạ? Có cần thầy giải thích lại phần nào? Ok. Rồi, ở đây có một cái thầy muốn dặn luôn là đối với tất cả những cái bài này ha,
kiểm tra nếu trong trường hợp các bạn có một lý do chính đáng nào á mà cần phải làm lại, thì lưu ý là các bạn liên hệ thầy qua email. Rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cái buổi đầu tiên nha các bạn. Thì các bạn đã in ra, đây sẽ là slide cho buổi đầu tiên. Đó, section 1, buổi đầu ha. Rồi, thì trong phần này các bạn lưu ý là chúng ta sẽ học Medical Path, Career Path Medical, quyển sách là quyển sách cũ của bạn đã có rồi, Anh Văn 1. Book 1 không phải là sách số 1 nha, nó là phần 1. Và trong buổi ngày hôm nay là chúng ta sẽ học 3 bài, Unit 11, 12 and 13. Common abbreviation ở đây có nghĩa là các cái từ hay là chữ viết tắt thường gặp. Và các bạn lưu ý, ok, nếu mà vô bằng email cá nhân được nha các bạn, nhưng mà lưu ý là những bạn nào mà vô bằng email cá nhân á, thì chúng ta tham gia lớp trực tuyến đúng giờ. Tại vì thầy khi mà đã bắt đầu rồi, khi mà các bạn vào thì sẽ thầy sẽ phải cho phép mới vào được, nên nó có thể ảnh hưởng tới những người khác. Rồi, Unit 12 Measurements, ở đây là các cái phép đo lường thường gặp. Và 13 là các dùng hay là các đường dùng thuốc. Thì các bạn lưu ý ở đây, quyển sách này là của người Mỹ, nên các bạn sẽ thấy một số cái từ viết tắt hoặc là một số cái gọi là đo lường đó, nó không đi theo hệ của người Pháp hay là người Việt người ta sử dụng. Rồi. Tuy nhiên, những câu đó người ta vẫn có thể hỏi các bạn ở kỳ thi cuối kỳ, nên chúng ta bắt buộc phải học thuộc những phần này. Rồi, thì việc các anh chị lật ra cái bộ slide đó, đây sẽ là cái bảng đầu tiên ha, liên quan đến từ vựng. Những cái từ thường gặp được viết tắt như thế nào thì chúng ta sẽ học phần đó. Thường một cái bài này có khoảng 10 tới 12 từ. Rồi, ví dụ từ đầu tiên chúng ta có chữ BP. Thì chữ này được viết tắt cho chữ Blood Pressure. Và sau đó họ cho các bạn một cái phần định nghĩa khá là dài. Những cái phần đã được gạch đích sẵn trong slide của các bạn có nghĩa là những cái từ hay là cụm từ hay là câu các bạn cần tập trung và học thuộc. Lưu ý là học thuộc nha các bạn. Và khi chúng ta học thuộc có nghĩa là chúng ta học nguyên một câu. Đa phần thì biết là một số bạn chỉ học cái từ này thôi là chưa đủ. Người ta có hỏi tất cả những phần còn lại. Tuy nhiên để làm đơn giản hơn cho các bạn thì thầy đã chỉ định sẵn luôn là những cái câu hay từ nào các bạn cần phải học thuộc. Đúng không? Thì câu đầu tiên chúng ta có một số cái từ gọi là từ khóa blood pressure. Nếu bạn nào đã in ra rồi thì dùng cái highlighter tô đậm luôn cho ta biết đây là cái từ viết tắt cho cái gì. Rồi, từ khóa tiếp theo chúng ta sẽ có là force exerted. Và thêm từ thứ ba nữa là blood vessels. Thì cái lợi thế của các bạn học mà e-learning có nghĩa là gì? Khi các bạn học, thầy còn làm ngắn hơn cho các bạn. Thay vì chúng ta phải học nguyên một câu dài này, thì bây giờ thầy cho các bạn cái từ khóa quan trọng bắt buộc phải thuộc. Rồi, từ tiếp theo. Xin lỗi. Cái chữ blood pressure đây có nghĩa là huyết áp nha các bạn. Rồi, force là lực. Và chữ exert ở đây có nghĩa là tác động. Huyết áp là lực tác động bởi máu lưu thông lên thành. Thì dựa trên kiến thức được, các bạn có thể đoán được ở đây sẽ là thành gì các bạn? Thành mạch máu ha. Thì những cái từ đây nè, 1, 2, 3, 3 từ này á, sẽ là 3 từ quan trọng nhất trong cái câu đầu tiên. Sau đó câu thứ hai bạn thấy rất là dài. Tuy nhiên cái từ quan trọng nhất á, sẽ là vital sign, có nghĩa là dấu hiệu sinh tồn. Rồi, thì đây là một cái ví dụ đối với từ vựng. Quyển sách các bạn đã học Anh Văn 1, cái cấu trúc khá là tương tự ha. Người ta sẽ cho các bạn một cái từ, sau đó một cái câu gọi là ví dụ hoặc là một câu định nghĩa. Tốt nhất có thể là chúng ta sẽ học tất cả các từ, đúng không? Tuy nhiên thầy biết là lần đầu tiên khi các bạn học Anh Văn á, nó sẽ khó khăn, nên thầy đã chỉ cho các bạn là đối với một câu dài như vậy thì tập trung vào những từ khóa nào ha. Thì đây là 4 cái ví dụ. Viết tắt cho cái gì là một,
định nghĩa của nó, thì trong cái định nghĩa cái gì là quan trọng. Ví dụ định nghĩa về quick app thì ít nhất chúng ta phải biết nó là lực đúng không, tác động lên đâu, tên mạch máu, và nó là một trong những cái dấu hiệu sinh tồn. Rồi tương tự câu tiếp theo, if a patient complain of, thường các bạn thấy chữ complain là than phiền đúng không, nhưng mà đây lưu ý cái từ cụm từ khóa tiếp theo là describe symptoms, có nghĩa là mô tả các triệu chứng đó. Trong câu này khá là ngắn thì chúng ta sẽ có một số cái từ khóa complain of, c nè, o, co, hay viết tắt thì chữ complain of. Cụm từ khóa thứ hai là describe symptoms. Ở đây các bạn lưu ý khi mà có hai cái ngoặc kép á, có nghĩa là trực dịch ra, khi chúng ta dịch ra là than phiền về một cái gì đó thì cũng không hẳn là chính xác. Đúng ra cái chữ co này nên dịch là mô tả các triệu chứng. Tại vì nếu một bệnh nhân than phiền về một cái triệu chứng nào đó, thật ra họ đang mô tả cái triệu chứng đó. Thì câu này sẽ có hai cái cụm từ khóa, complain of là một và describe symptoms là hai. Rồi, từ thứ ba, DX, hoặc đôi khi các bạn sẽ thấy luôn là chữ X này có thể viết hoa, nó cũng không có khác biệt nhau mấy. Chữ DX này viết tắt chữ diagnosis. Thì trong định nghĩa có là gì, là positive identification of a patient, disease or ailment. Thì ở đây chúng ta lưu ý chữ diagnosis là cái từ khóa đầu tiên ha. Positive identifications. Từ này á, nếu không dịch theo trong một ngữ cảnh á, thì các bạn có thể dịch rất là nhiều thứ. Ví dụ positive có thể là dương hoặc dấu cộng. Identification có thể là một cái dạng ID của các bạn, giống như là chứng minh nhân dân. Tuy nhiên ở đây thì các bạn nên dịch là xác định ha. Chữ identification có nghĩa là xác định. Và xác định cái gì chắc chắn. Thì thầy lưu ý ở đây chữ positive thường chúng ta thấy là dương tính hoặc là dấu cộng. Nhưng ở đây dịch theo ngữ cảnh để nó hợp lý hơn. Có nghĩa là khi chúng ta chẩn đoán một gì đó là chúng ta xác định chắc chắn, chắc chắn một căn bệnh ha. Disease. Thì câu này á, nếu bạn nào mà muốn advance hơn một chút xíu, có nghĩa là học thêm á, thì các bạn lưu ý luôn là những từ đồng nghĩa. Chữ disease và chữ ailment, hai từ này gần như là đồng nghĩa với nhau, đều nói về một cái ốm đau hay là một căn bệnh. Rồi, HR. Trong quyển sách của chúng ta, nó viết tắt chữ heart rate, thì định nghĩa của nhịp tim á, sẽ là frequency và liên quan tới tim đúng không? Đây là nhịp tim, frequency có nghĩa là tần số ha, tần số gì? Tim đập. Thế bạn để ý là đối với một cái câu định nghĩa thường á, những cái từ khóa sẽ là danh từ là một. Thứ hai nữa, nó có thể là liên quan tới động từ. Thì rõ ràng ở đây chúng ta có danh từ là tim rồi. Khi chúng ta muốn nói về một nhịp tim thì phải có cái động từ là đập, đúng không? Beat. Rồi, HTN. Các bạn có thể đánh một cái dấu sao nhỏ ở đây ha. Lý do tại vì chữ hypertension, từ này thường gặp khi chúng ta mô tả về người có huyết áp cao. Và đa phần các bạn sẽ thấy là những cái từ ví dụ như là HR rất là dễ nhớ, tại vì nó viết tắt hai chữ. Vậy HTN viết tắt cho cái gì? Hypertension, chữ đầu tiên là chữ H đúng không? T và chữ N là chữ cuối cùng ha. Thì lưu ý định nghĩa là một ha. Sau đó định nghĩa liên quan tới cái gì? Blood pressure, đây là áp lực liên quan tới máu hay là huyết áp đúng không? Và thường sẽ là huyết áp cao hơn bình thường. Rồi cho thầy hỏi chút xíu là đối với phần này tốc độ có nhanh quá hay là vừa các bạn? Nếu một phần nào mà thầy nói hơi nhanh quá chút xíu thì các bạn kêu thầy nói chậm lại dùm ha. Tại vì khi mà thầy dùng Google Meet ấy, thầy nghe được mình thầy thôi, không nghe được các bạn ha. Rồi,
Đối với từ tiếp theo ha, OE thì nó viết tắt gì? Chữ O là on và E là examination. Chữ examination này các bạn đã học rồi trong Anh văn 1, TOEIC vân vân, thường là kiểm tra hay là thi cử, đúng không? Tuy nhiên trong ngữ cảnh này nó không có nghĩa là thi cử ha. Nó có thể được viết tắt là exam chẳng hạn. Đối với từ khóa thì chúng ta lưu ý nó là on examination, không phải là in, cũng không phải là at, mà là on examination. Động từ quan trọng ở đây là discovered và khi nào, exam. Vì chữ exam này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là kiểm tra sức khỏe hay là khám sức khỏe hay là khám bệnh. Thì bạn lưu ý ở đây người ta không có liên quan tới thi hay là kiểm tra gì hết, mà nó là khám bệnh. Rồi, Rx, chữ X này thường là viết thường ha, hoặc là người ta viết thấp xuống dưới để phân biệt. Phần này á, nó viết tắt cho treatment hoặc là prescription. Chữ prescription có nghĩa là một cái đơn thuốc hay là một toa thuốc ha. Treatment là phép điều trị. Định nghĩa, specific drug or course of action prescribed to treat, vân vân. Rất là dài, nhưng phần này để đơn giản hơn cho các bạn á, thì thứ nhất chúng ta phải nhớ là nó viết tắt cho cái gì là một ha. Động từ quan trọng, treat là chữa trị. Và chữa trị cái gì? Condition. Condition trong một ngữ cảnh khác được dịch là tình trạng. Tuy nhiên khi các bạn thấy medical condition không phải là tình trạng y tế nữa, mà đây là bệnh hay là một căn bệnh. Thì lúc nãy các bạn nhớ là chúng ta có hai cách nói về bệnh rồi đúng không? Disease là một, ailment là hai. Thêm một cái nữa là medical condition. Nên ở đây chúng ta đánh một cái dấu sao để các bạn lưu ý là nó liên quan tới những cái từ đồng nghĩa ở trên. Thì dịch ra tiếng Việt, cái phần này trong slide các bạn chưa có là phép điều trị hoặc là toa thuốc. Thì khi nghĩa bằng tiếng Việt cũng vậy, chúng ta lưu ý thì toa thuốc thì chắc chắn phải có cái động từ là gì đây? Chữa bệnh đúng không? Chữa, treat. Và chữa cái gì? Condition, một căn bệnh. Rồi, SOB. Trong slide của các bạn có thể viết thiếu ha. Nó là shortness of breath. Lưu ý ở đây, shortness, N-E-S-S ở cuối, nó là danh từ. Breath cũng là danh từ. Thì các bạn lưu ý ở đây nó khác nhau cái gì? Breath là danh từ. Chữ breathe ở cuối có chữ E hay là I, nó là động từ. Hai cái này các bạn có thể đánh một cái dấu để chúng ta biết được đây là danh từ và đây là động từ. Vậy cái này có nghĩa là gì? Chúng ta không thể dịch chữ shortness là ngắn được. Đây không phải là thở ngắn như các bạn, mà nó có nghĩa là khó thở. Thì tất nhiên là khó thở là tình trạng bệnh nhân cảm thấy khó thở rồi. Thì trong câu này, một là người ta có thể hỏi các bạn bằng cách là chữ SOB viết tắt cho cái gì? Đó là một cách thì người ta đã biết rồi ha. Cái thứ hai người ta có thể hỏi đó là SOB đồng nghĩa với cái gì? Thì hai cái cụm từ khóa này nè là đồng nghĩa với nhau nhé các bạn. Và các bạn lưu ý đặc biệt là phần ngữ pháp. Nếu chúng ta sử dụng of á, thì nó phải là danh từ của một cái gì đó. Còn nếu các bạn sử dụng to thì nó phải là động từ. Những phần này á, khi các bạn gặp câu hỏi trắc nghiệm, nếu chúng ta không kỹ chẳng hạn đi, thì có thể các bạn chọn một câu gần đúng nhưng sai ngữ pháp, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn là câu sai. Và lưu ý phần đó ha. Nên ở đây chúng ta đánh một cái dấu sao để chúng ta học kỹ xíu. Rồi, T, temperature. Này đơn giản là em biết temperature có nghĩa là gì? Là nhiệt độ, đúng không? Tuy nhiên, đối với cái định nghĩa thì sẽ có một cái từ các bạn ít thấy, đó là chữ quantitative. Và tất nhiên ta đang đo về cái gì đây? Heat là nhiệt độ. Nhiệt độ là một phép đo. Phép đo cái gì? Định lượng. Các bạn lưu ý ha. Quantitative. Lưu ý ở đây chúng ta đánh một dấu sao và học cách đánh vần và viết định thể. Tại vì định lượng nó khác với định tính, là kết lượng vân vân, chữ quantitative. Rồi,
WNL. Cái này khá là dài nhưng mà rất là dễ. W có nghĩa là within, N normal, L là limit. Thì các bạn nhớ, chúng ta thấy cái cụm từ này quan trọng là các bạn phải nhớ nó là normal range, trong một cái phạm vi gì đó bình thường. Và cụm từ này được dịch là nằm trong giới hạn bình thường. Thường các bạn sẽ thấy cái này khi nào? Khi chúng ta đi xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu vân đó, thì người ta sẽ có một kết quả đúng không? Sau đó có một cột bên cạnh là cái phạm vi bình thường là cái gì đó. Và nếu bác sĩ ghi đó là WNL có nghĩa là cái kết quả đó nằm trong giới hạn bình thường. Rồi, XR viết tắt cho chữ X-ray. Trong câu này rất là dài nên thầy không bắt buộc các bạn phải học thuộc từng chữ một. Tuy nhiên, đối với X-ray hay X-quang thì các bạn nhớ là thứ nhất, viết tắt cho cái gì? Thứ hai, nó sử dụng cái gì? Ở đây chúng ta có một cụm từ là electromagnetic radiation. Radiation là bức xạ. Electro giống như electric liên quan tới điện ha. Và magnetic là từ, nên nguyên cái cụm này chúng ta dịch là sử dụng bức xạ điện từ. Và khi mà nói về X-ray thì chắc chắn các bạn biết là để làm gì. Có rất là nhiều thứ ở bên trong chúng ta, nhưng mà nhất một cái chúng ta có thể sử dụng X-ray đó là xem về xương, đúng không? Bones. Internal aspects, internal là bên trong, thì ở đây tạm dịch như các bạn là nội tạng, hay là các cơ quan bên trong cũng được, các bạn có thể dịch thoáng một chút xíu. Thì đây là X-quang ha. Lưu ý phần này nó rất là dài nên lưu ý những cái từ khóa đằng sau: electromagnetic, bones và internal aspect. Rồi, đó là xong tất cả những cái từ vựng. Thì bây giờ chúng ta sẽ phần tiếp theo, đó là phần số 3 ha. Đối với bài câu hỏi này thì bạn để ý là gì? Thầy sẽ giải từ vựng, sau đó thầy sẽ nhảy bài một chút xíu. Chúng ta sẽ không làm câu số 1, câu số 2 và chúng ta luôn câu số 3. Lý do tại vì cái dạng câu hỏi liên quan tới bài số 3 nó là từ và định nghĩa, cho nên rất là giống với cái bảng này. Mục đích là các bạn vừa mới học xong, trên này chúng ta áp dụng ngay lập tức thì nó sẽ dễ hơn là chúng ta quay lại sau. Rồi, đây các bạn có một số cái, thì những cái phần này các bạn không cần phải chép lại tại vì đáp án nó có ở trên rồi, nhất là phần tiếng Việt á. Ví dụ hãy cho chúng ta biết là heart rate là nhịp tim ha, BP blood pressure, weak app OE on examinations, cái này là khi mà khám bệnh đó, phát hiện là khi khám bệnh, DX diagnosis chẩn đoán, T temperature là nhiệt độ, CO complaints of, ở đây là dịch than phiền về, có nghĩa là chúng ta dịch theo nghĩa đen á, nhưng mà thật ra có nghĩa là mô tả triệu chứng. Số 6, trong giới hạn bình thường. Thì đối với dạng câu hỏi này á, người ta sẽ cho các bạn một cái câu định nghĩa hay là một cái ví dụ, sau đó chúng ta phải chọn đáp án đúng. Thì câu A ở đây sẽ có hai từ khóa: describe symptom, mô tả về triệu chứng. Nếu các bạn lật ở trên này á, thì đã có rồi đây, describe symptom. Đây là lý do tại sao các bạn lưu ý những cái cụm từ khóa mô tả các triệu chứng, và chữ uncomfortable có nghĩa là khó chịu. Nên đáp án sẽ là câu số 5, CO. Phần tiếng Việt này không có trong slide của các bạn, nhưng bạn lưu ý là nếu chúng ta không chép kịp cũng không quan trọng. Quan trọng là các bạn nắm được từ khóa của cái câu này hay những từ quan trọng là cái gì. Tại vì khi chúng ta thi, chúng ta sẽ không thi bằng tiếng Việt mà chúng ta thi bằng tiếng Anh. Rồi câu B là amount of internal body heat. Heat chúng ta biết là liên quan tới nhiệt độ, đúng không? Nên chỉ có thể một cái đáp án, đó là số 4. Lượng nhiệt cơ thể đo được. Khi mà ghi lại tiếng Việt các bạn cũng không cần phải ghi hết được nguyên cái câu này, các bạn chỉ cần nhớ là nhiệt cơ thể là đủ rồi. Rồi C hơi đặc biệt một chút xíu,
Identifications, bạn nhớ đây là một từ khóa chúng ta đã học rồi đúng không? Xác định một cái gì đó liên quan tới disease là bệnh, illness cũng là bệnh nhớ các bạn. Thì đây chúng ta đã học bốn cách để nói bệnh rồi. Lưu ý những cái câu đồng nghĩa đó là những câu khó, nên các anh chị cần đánh một cái dấu sao bên cạnh nó. Khi chúng ta thấy chữ or, thường là hai từ này sẽ là hai từ đồng nghĩa. Rồi xác định một cái căn bệnh nào đó, đúng không? Hay còn gọi là gì đây? DX, chẩn đoán. Các bạn có cần thời gian để copy cái slide này không? Copy cái slide này hay là vậy là đủ? Ok, vậy tiếp ha. Rồi, câu D, câu E, câu F. Thì còn lại bốn cái chọn lựa còn lại nó cũng tương tự các bạn. Force chúng ta biết là một lực, apply on blood vessel ở đây là các cái mạch máu, áp lực trên thành mạch máu á. Thì đây người ta đang nói về BP ha. Blood pressure, huyết áp. Rồi, câu E. Heartbeat. Bạn nhớ heart, tim, beat là đập. Thì đây là nhịp tim đúng không? HR. Có một cái cần lưu ý luôn các bạn, trong quyển sách chúng ta khi chúng ta học về anh văn chuyên ngành về y về dược thì chữ HR là heart rate, có nghĩa là nhịp tim. Tuy nhiên nếu các bạn nào đã làm công ty rồi, chữ HR trong công ty bình thường được viết tắt cho chữ human resource hay là nhân sự. Hai ngữ cảnh chúng ta dịch hoàn toàn khác nhau ha. Rồi F, average level, có nghĩa là ở mức trung bình. Nó đồng nghĩa với normal range trong một cái hạn cho phép. Thì đây chúng ta đang tìm cái đáp án liên quan tới WNL. Thường những cái gì average, trung bình, bình thường, thì nó cũng gần như đồng nghĩa với chữ normal, bình thường. Và discovered, động từ này chúng ta cũng đã học rồi, phát hiện. While investigating, phát hiện khi kiểm tra sức khỏe bệnh nhân, nên đáp án sẽ là số 7, OE. Thì thay vì người ta sử dụng chữ identification để xác định, diagnose, chẩn đoán, thêm một từ nữa các bạn, investigating, đây là verb in, động từ của nó sẽ là investigate. Rồi, về đối với câu số 3 này, người ta có thể hỏi cái gì? Tất cả những câu này đều là một câu trắc nghiệm, đúng không? Ví dụ câu D chẳng hạn đây, đây là đáp án đúng, ba đáp án sai. Đây là cái câu hỏi gọi là dễ nhất và có thể là phổ biến nhất các bạn có thể gặp. Khó hơn một chút xíu, người ta có thể hỏi là những từ đồng nghĩa. Thì các bạn biết rồi, những từ nào có chữ or, vân vân, có thể đồng nghĩa. Rồi, bài số 4. Cũng tương tự, chúng ta sẽ có bốn từ. Sau đó, thay vì chọn định nghĩa, thì các bạn sẽ phải sử dụng cái từ đó trong cái ngữ cảnh. Đối với dạng câu hỏi này, nó có thể khó hơn một chút xíu. Tại vì định nghĩa thì thường như định nghĩa rất là khác biệt, đúng không? Nhưng mà trong ngữ cảnh thì các bạn sẽ phải hiểu được khi nào sử dụng cái từ đó. Thì có nghĩa là chúng ta sẽ phải hiểu được cái định nghĩa là một và cái câu người ta cho các bạn là gì. Ví dụ chữ SOB, shortness of breath, lưu ý ở đây là khó thở ha. Và một cách khác người ta có thể nói đó là difficulty breathing hoặc là difficult to breathe. Ba cách đều nói về khó thở. XR, X-ray hoặc là X-quang. RX, treatment, phép điều trị hoặc là một cái toa thuốc. HTN, hyper tension, lưu ý HTN là huyết áp cao. Rồi câu A người ta có gì đây? Clearly show the bone was broken. Thì khi chúng ta thấy xương bị gãy, để biết được xương gãy hay không thường dựa trên kiến thức ngành của các bạn thì chúng ta phải chụp X quang đúng không? Nên đáp án của câu A sẽ là XR. Thì các bạn lưu ý nha, khi chúng ta học anh văn chuyên ngành á,
đừng quá tập trung vào anh việc là cái gì, tập trung vào những kiến thức các bạn đã biết rồi, sau đó sử dụng những kiến thức đó để giải câu hỏi, nó sẽ dễ hơn. Ví dụ ở đây chúng ta biết là các cái từ vựng liên quan tới xương bị gãy chắc chắn nó sẽ phải làm x-ray và x-quang rồi, đúng không? Nên đáp án là câu 2. Rồi B, asthmatic patient. Thì các bạn lưu ý ha, chữ asthmatic này các bạn đã học rồi trong anh văn 1. Đây là nhắc lại thôi, đây là bệnh nhân bị hen suyễn. Thì nếu mà bệnh nhân bị hen suyễn, dựa trên kiến thức dược chúng ta biết, một trong những cái triệu chứng sẽ là khó thở, đúng không? SOB, shortness of breath. Rồi câu C, infections là nhiễm trùng. Sau đó chúng ta có antibiotics là kháng sinh. Thì chúng ta biết là đối với nhiễm trùng sử dụng kháng sinh, đây là phép điều trị hoặc là toa thuốc, đúng không? Nên câu C là Rx. Rồi câu D, không cần phải dịch ra, chúng ta biết là rõ ràng có 4 đáp án. Đáp án cuối cùng sẽ là gì đây? HTN. Tuy nhiên trong phần này á, cái mà các bạn cần lưu ý là gì đây? High blood pressure. Có nghĩa là cao huyết áp. Hypertension cũng có nghĩa là huyết áp cao hay là cao huyết áp. Rồi, vậy khi kiểm tra người ta có thể hỏi cái gì? Câu này giữ nguyên ABCD. Đó là 4 câu hỏi trắc nghiệm cho các bạn rồi ha. Cái thứ hai, người ta có thể hỏi từ đồng nghĩa. Ví dụ, high blood pressure đồng nghĩa với cái gì? Người ta biết HCN. Rồi, cái thứ ba người ta có thể hỏi là khi một người bị gãy xương thì cần làm gì? Hoặc là nếu có bị nhiễm trùng thì cần cái gì? Rồi phần reading. Trong tài liệu của các bạn, trong sách cũng vậy ha, thì đây thầy copy y chang ở trong sách ra, nhưng khác ở sách là thầy cung cấp cho các bạn một phần tiếng Việt ở bên này ha. Đối với những bạn nào mà sử dụng hoặc đã làm bài tập online rồi á, thì khoa cũng cung cấp cho các bạn là tiếng Anh và tiếng Việt, nên các bạn có thể qua phần đó và chép lại trước cũng được ha. Rồi ở đây date là ngày ha, 12 tháng 4, phần này khá là cơ bản ha. ID number, show ID, sex, giới tính, nữ, physicians. Rồi các bạn lưu ý đánh dấu sao chúng ta ha. Cái từ này thật ra là ôm lại thôi. Mà thường chúng ta thấy chữ doctor nhiều hơn là bác sĩ ha. Khi chúng ta sử dụng muốn nói về bác sĩ chúng ta thấy chữ doctor. Tuy nhiên chữ physician cũng có nghĩa là bác sĩ. Thì câu hỏi ta có thể hỏi là từ nào đồng nghĩa với chữ doctor hoặc là từ nào đồng nghĩa với chữ physician. Rồi, attending nurse, đây là y tá chăm sóc á, đang chăm sóc là Susan Smith. Thời gian 23:15. Rồi, từ đầu tiên chúng ta có cụm từ là patient conditions. Như lúc nãy thầy nói á, chữ condition có thể dịch là bệnh, đúng không? Tuy nhiên trong cái trường hợp này á, chúng ta thấy chữ ổn định thì các bạn có thể dịch là bệnh, hoặc trong ngữ cảnh này chúng ta có thể dịch là tình trạng bệnh nhân, đều được hết, ổn định. Vital signs, đây là các dấu hiệu sinh tồn. Rồi có một cái các bạn cần lưu ý, ở đây chúng ta đánh dấu từ 3 tới 6, học thuộc lòng của thầy, có nghĩa là gì? Tất cả những dấu hiệu sinh tồn thường gặp là gì? Đa phần chúng ta đều biết từ tiếng Việt là cái gì rồi, ví dụ như là nhiệt độ, huyết áp, nhịp tim vân. Tuy nhiên đây là anh văn chuyên ngành, phần này các bạn phải học thuộc ha. Người ta có thể hỏi là những cái dưới đây cái nào được coi là dấu hiệu sinh tồn bắt buộc các bạn phải biết ha. Số 3, nhiệt độ, đây là độ F ha. Nên nếu các bạn nào thấy 100 độ thấy sao nhiệt độ cao ha, người ta đang nói về độ Fahrenheit, do sách là sách của người Mỹ. Rồi, HR, nhịp tim, 80 nhịp mỗi phút. Khi chúng ta thấy 140-90, không cần phải dịch ra, là biết được chắc chắn đây là huyết áp rồi, đúng không? Có một cái nữa các bạn cần lưu ý luôn, do các bạn là dược sĩ, nên cần biết được con số này là huyết áp cao hay huyết áp thấp nha. Người ta có thể hỏi là gì, 140-90 là huyết áp gì?
huyết áp cao chúng ta đã học từ duy ngành đó rồi đúng không ạ? HTN hoặc là hypertension. Rồi số 6, respiration, hô hấp. Đây là một từ mới các bạn. Và đối với hô hấp thì bệnh nhân đang đi đây có triệu chứng hay là mô tả về cái triệu chứng khó thở. Rồi thì nhắc lại nha, đối với dấu hiệu sinh tồn 3, 4, 5 và 6, những từ chuyên ngành này bắt buộc phải biết. Người ta có thể hỏi dựa trên cái bài đọc này là cái gì? Thứ nhất, cao huyết áp là gì? Cho các bạn một cái số bắt buộc chúng ta phải biết. Thứ hai, có thể cho các bạn một cái số liên quan tới độ C, ví dụ như là 39 độ, thì các bạn phải biết được đó là liên quan tới nhiệt độ. Rồi, số 8, XR, X-quang, 9, trong giới hạn bình thường, 10, khi khám. À, tất cả những cái này chúng ta đều đã học ở trên rồi, đây là trong cái ngữ cảnh nhất định thôi. Và phần tiếng Việt thì sẽ không đi quá sâu vào tại vì đã cung cấp cho các bạn rồi. 11, chẩn đoán, chữ này viết sai anh ta, là chẩn đoán. 12, huyết áp cao. Rồi, trong phần 11, 12 này có một cái các bạn cần lưu ý là gì? Khi một người huyết áp cao thì những cái lựa chọn điều trị bao gồm cái gì? Đó. Tất nhiên tiếng Việt chúng ta biết, nhưng đây thầy nhắc là các bạn phải học phần tiếng Anh. Ví dụ chữ diet là chế độ ăn uống, ha? Lifestyle, lối sống, chắc chắn phải thay đổi rồi đúng không? Và liên quan tới medicine là thuốc, thì đánh dấu thêm phần này em thấy. Dựa trên bài đọc này á, thì các bạn thấy là bây giờ chúng ta mới làm câu số 2, nó hơi đi ngược thứ tự một chút xíu. Lý do là cái câu số 2 liên quan trực tiếp với câu số cái bài đọc nên thầy sẽ làm sau. Câu này là câu đúng và sai. Thì các bạn lưu ý là trong phần thi trắc nghiệm á, cái dạng người ta cho các bạn một cái câu liên quan tới một bài đọc dài, chọn đúng sai xác suất rất là thấp, tại vì chúng ta biết trắc nghiệm thường sẽ là 4 đáp án, ít khi nào chỉ là đúng và sai thôi. Tuy nhiên ở đây chúng ta vẫn phải học, tại sao? Những kiến thức nào được coi là kiến thức ngành của các anh chị không đọc vẫn biết, vẫn trả lời được, bắt buộc chúng ta phải học thuộc từ tiếng Anh để có thể trả lời những câu đó. Câu số 1, bệnh nhân có dấu hiệu bệnh phổi cấp tính. Thì bạn để ý ở đây, trong cái bài đọc Exertional Acute Lung Disease không chỉ ra acute có nghĩa là cấp tính, không có bệnh phổi cấp tính, nên câu này là câu sai, false. Câu số 1 các bạn không cần phải học thuộc, lý do là chúng ta sẽ phải đọc cái bài đọc đó. Tuy nhiên những cái từ vựng, ví dụ như acute là cấp tính, lung disease, bệnh phổi, những từ này chúng ta đã học anh bằng 1 rồi, đây là ôm lại các bạn nên nhớ. Rồi số 2, the doctor doubts that the patient has HTN. Bác sĩ không chắc rằng bệnh nhân bị cao huyết áp. Thì câu này á cũng là sai, tại vì nhớ là đối với cái diagnosis, chẩn đoán, người ta đã ghi rất là rõ là bệnh nhân có thể bị cao huyết áp đúng không? Thì đối với câu 2 này, lưu ý chữ HTN viết tắt cho cái gì ha? Cao huyết áp. Rồi, 3. Bệnh nhân complain of. Ở đây các bạn thì có thể dịch là than phiền về lo lắng, lo âu. Nhưng dịch thoáng hơn là có triệu chứng lo lắng hoặc cao độ. Thì câu này cũng là sai. Đây là đáp án cho bài số 2. Những bạn nào trong những buổi tiếp theo có thể làm trước ở nhà thì cũng sẽ có cái đáp án này thôi. Tuy nhiên đối với phần 2 này, cái quan trọng là các bạn cần nhớ là chúng ta nên học cái gì. Những câu này các bạn đọc không thể trả lời được, trừ khi đọc bài đọc ở trên đúng không? Những câu đó các bạn sẽ không cần phải học thuộc, tại vì nếu người ta có hỏi thì đằng nào các bạn cũng sẽ phải đọc thôi. Những câu nào đọc và các bạn có thể trả lời ngay lập tức, những câu đó là các bạn phải học thuộc. Rồi, bài số 5.
cũng dựa trên cái bài đọc ở trên thì chúng ta sẽ phải điền khuyết. Để trong phần này tiếng Việt là có triệu chứng khó thở, complain of shortness of breath. Thì SOB này chúng ta đã học, lưu ý đây là danh từ, cách viết như thế nào các bạn. Và complain là có ED. Tại sao là ED các bạn? Said, ghi chú bác sĩ đã ghi rằng, thì lưu ý đây phải đọc kỹ xem là đang ở thì hiện tại hay là quá khứ. Rồi, listening. Trong phần bài tập trên e-learning của các anh chị, cụ thể là cái phần này ha, để thầy nhắc lại luôn để các bạn nhớ. Đây nè, có bài nghe cho các bạn. Tuy nhiên phần e-learning khi chúng ta học trên Google Meet thầy không có đủ thời gian để cho các bạn nghe tất cả các bài, nên phần này các bạn sẽ phải nghe ở nhà. Phần transcript được cung cấp cho các bạn ha. Đây là đối thoại giữa hai y tá số 1, y tá số 2. Phần này các bạn tự đọc ở nhà ha. Phần câu hỏi thì chúng ta có thể đọc phần đọc ở trên, sau đó trả lời câu hỏi ở dưới. Ví dụ câu đầu tiên á, why does man ask woman for help? Tại sao cái người đàn ông hỏi người phụ nữ hỗ trợ? Thì đây chúng ta có câu A là anh ấy không đọc được chữ bác sĩ. Câu B là không thể, không biết về tình trạng sức khỏe. C, cần sự cho phép đối với một toa thuốc. Và câu D là không nhìn thấy một trong những chữ viết tắt trước đó. Thì đáp án ở đây sẽ là câu A. Rồi phần này nếu các bạn chép không kịp phần tiếng Việt cũng không quan trọng. Lý do, tại vì thứ nhất là khi chúng ta thi cuối kỳ á, không có phần thi nghe, đúng không? Nên nếu các bạn nắm được phần từ vựng như ở trên thì gần như cái dạng câu hỏi như các bạn thấy câu số 1 đây gần như là không gặp, không có nghĩa là không thể, tuy nhiên cái xác suất của nó rất là thấp. Rồi câu số 2, A có nghĩa là huyết áp cao của bệnh nhân đã hết, gone away đây có nghĩa là đã hết bệnh. Câu B, bệnh nhân than phiền hay là mô tả một cơn đau về cơ. C, khó thở. D là về hen suyễn. Thì đáp án sẽ là câu C. Thì cũng là đọc cái phần ở trên thôi, transcript ở đây các bạn đã có rồi. Lần này khá là ngắn. Rồi, đó là hết unit 11. Trước khi chúng ta bắt đầu unit 12 thì các bạn có thắc mắc hay là cần thầy giảng lại phần nào không ạ? Âm thanh thì nói là các bạn nghe vừa đúng không? Có cần phải nói to hơn không? Rồi, ok. Buổi đầu tiên thì thầy hỏi mấy cái này. Mấy buổi sau thì nếu mà nhanh quá thì các bạn cứ kêu thầy nói chậm lại ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghỉ để làm khoảng 5 phút. Để những bạn nào mà chưa có chép kịp, mong ơn thì có thể chép ha. 5 phút sau chúng ta sẽ tiếp tục phần tiếp theo, đó là bài 12. Measurements ở đây chúng ta sẽ học về các cái đo lượng thường gặp trong bệnh viện ở Mỹ. Những phần này có một số cái các bạn sẽ không bao giờ thấy ở Việt Nam. Tuy nhiên chúng ta cần phải học thuộc lòng để chúng ta có thể làm những bài kiểm tra cuối kỳ. Rồi 5 phút chúng ta quay lại các bạn chị.
Rồi chúng ta tiếp tục với cái gì? Rồi bài 12 phần 1 Career Path Medical, đây là quyển sách cũ các anh chị đã có rồi ha. Cũng tương tự cấu trúc thì chúng ta sẽ đi qua các từ vựng trước, có khoảng 10 đến 12 những cái từ vựng. Thì CC đầu tiên chúng ta lưu ý chữ này là cubic centimeter. Đa phần ai cũng nghe chữ CC rồi đúng không? Nó viết tắt cho gì? Cubic centimeter. Và nó là cube, có nghĩa là một khối lập phương ấy. Mỗi một cạnh là 1 cm. Đây là cm khối ha. Khối lập phương. Và mỗi một cạnh là 1 cm. Thì có một cái nữa các bạn có thể ghi bên cạnh đó luôn là 1 cc sẽ bằng 1 mL đúng không? Drop. Hai từ này là liên quan tới nhau các bạn lưu ý ha. Thường được viết tắt là GTT á. Nó viết tắt là chữ drop. Thì đối với một cái đơn vị liên quan tới một cái giọt thì nó phải là chất lỏng, liquid. Sử dụng cái gì đây? Dropper. Và cái phần cuối cùng là các bạn lưu ý ha, 1/12 của 1 ml. Thì đây là một đơn vị thể tích, chất lỏng, ống nhỏ, giọt và 1/12 ml. Những từ khóa này khá là quan trọng các bạn. Thứ nhất là chữ dropper ở đây ha. Nó là một cái ống nhỏ giọt. Thứ hai các bạn lưu ý chữ 1/12 ở đây là 1/12. Rồi. Drop cũng là GTT, hai này là như nhau thôi, nhưng mà khác ở đây là gì? Người ta đang nói về cái một cái giọt mà nhỏ vào mắt á. Gram thường viết tắt là G, you know, mass chúng ta biết là liên quan tới khối lượng đúng không? Phần này các bạn lưu ý ha, 1000 có TH ở cuối ở đây, đặc biệt là đánh một cái dấu sao ở chữ TH chúng thấy. Tại vì đa phần nếu chúng ta không đọc kỹ các bạn chỉ thấy chữ 1000 là 1000 thôi, cái đó không phải là 1000 nha, ở đây là 1000 có nghĩa là 1/1000. 1/1000 của 1 kg á sẽ là 1 gram. Những kiến thức này chúng ta đều đã biết hết rồi, tuy nhiên liên quan tới anh văn á thì đặc biệt là để ý cách người ta viết như thế nào. Tương tự milligram, mg, 1000 đúng là 1/1000 của 1 gram. Và mcg, nếu mà chúng ta dựa trên gram nó sẽ là 1 millionth, cũng có chữ th ở cuối, đây sẽ là 1/1000. Thì đối với ba từ này các bạn có thể đánh một cái ngoặc ở trong slide để các bạn biết là ba từ này rất là dễ nhầm lẫn khi chúng ta đọc về phần. Ví dụ hai từ đầu á đều có 1000 khác nhau, chỉ khác nhau là gì? Kilogram hoặc là gram. Từ thứ hai và thứ ba đều dựa trên gram, nhưng một cái là 1000, cái thứ hai là 1 million, 1/1000 và 1/1000. Và lưu ý luôn là nếu không có thiếu chữ cuối á, người ta có thể ghi là 1000 gram bằng cái gì? Đáp án lúc đó sẽ không phải là milligram nữa, mà nó là 1 kg. Nên phần này đặc biệt là đọc kỹ giùm thầy. Milli equivalent hoặc là MEQ, cái này chúng ta đã học rồi đúng không? Thì lưu ý ha, 1/1000, đây là milli đường lượng. Mil cũng là 1/1000 đúng không? Nhưng mà của cái gì? Liter là 1 lít đó. Và 1 mL thì bằng 1 cc ha? Cubic centimeter. Thì trong câu này thứ nhất là lưu ý là 1/1000 của gì? Lít. Và nó không phải là đồng nghĩa nhưng mà nó sẽ bằng với cái dung tích của 1 cc ha? Cubic centimeter.
Rồi, đây là một cái đơn vị chúng ta gần như là không bao giờ gặp ở Việt Nam, nhưng mà đây là đơn vị của người Mỹ. Ounce thường được viết tắt là OZ. Nó là 1 phần 16 của 1 pound. Dịch từ tiếng Việt là ounce. Rồi thì phần này các bạn cũng đánh một cái dấu sao. Cần cái học thuộc lòng thầy câu này, tại vì chúng ta sẽ không gặp nó nhiều ở trên thực tế Việt Nam, nên đôi khi các bạn sẽ bỏ sót khi chúng ta học bài. Rồi, hai từ tiếp theo. TBSP và TSP. Hai từ này rất là giống nhau, khác nhau duy nhất một chữ B thôi, đúng không ạ? Thì chữ B này á là table ha, tablespoon. Table không phải là một cái bàn, đây không phải là mũ liên quan tới cái bàn nhé các bạn. Tablespoon có nghĩa là muỗng canh. Và một muỗng canh á, thì nó sẽ là 3 muỗng cà phê. Nên là teaspoon ở đây cũng không phải là muỗng trà mà là muỗng cà phê. Đây là dịch theo người Việt Nam chúng ta sẽ không nói là muỗng trà đúng không? Muỗng cà phê. Mà quan trọng ở đây các bạn cần nhớ là gì? 3 muỗng cà phê á, nó bằng khoảng 15 ml. Vậy mỗi một muỗng cà phê là khoảng 5 ml ha. Rồi nhắc lại, hai từ này á rất là giống nhau, khác nhau duy nhất một chữ B thôi. Thì nhớ chữ B là table. Rồi sau đó các bạn cần nhớ luôn là one tablespoon, một muỗng canh á, thì bằng bao nhiêu teaspoon? Một muỗng canh thì bằng 3 muỗng cà phê ha, và tương đương khoảng 15 ml. Rồi bài số 3. Câu này giống như câu trên thôi, chúng ta học từ vựng sau đó áp dụng định nghĩa của từ vựng đó để giải bài số 3. Phần tiếng Việt các bạn không cần phải chép lại, đây là ôn lại thôi. Thì câu A ở đây chúng ta rất là giống cái định nghĩa ở trên, unit of mass chúng ta biết là khối lượng rồi. Quan trọng là phần đuôi nữa, liên quan tới gram là một, và nó là 1 phần 1 triệu, 1 phần 1 triệu của 1 gram. Đó sẽ là 1 mcg, microgram. B cũng giống như câu A, nhưng ở đây chúng ta sẽ khác duy nhất một cái, đó là gì? Là 1000, 1 phần 1000. Các bạn sẽ không dịch là 1000 gram, đây là 1 phần 1000 của 1 gram, nó là milligram. Câu C, 1 phần 1000 liên quan thành phần phụ của dung dịch hóa học trong thành phần chính. Câu này rất là tiếc là thầy không có cách nào để các bạn học ngắn hơn, các bạn sẽ phải học thuộc cái câu này không thầy. Đây là 1 mili đơn lượng hay là MEQ. Câu D ở đây bắt đầu khác rồi đúng không? Không phải là gram nữa mà nó là kilogram, 1 phần 1000 của 1 kg á sẽ là 1 gram, nên đáp án sẽ là số 6. Câu E liên quan tới volume mà lấy gì đó, teaspoon đúng không? Teaspoon là muỗng cà phê ha, thể tích của muỗng cà phê thì được viết tắt là TSP. Câu E và câu F gần như là giống nhau, chỉ khác nhau cái từ khóa là teaspoon là 1 và tablespoon là 2. Nên đáp án của câu F sẽ là TBSP, table, T. Rồi, bài số 4. Từ vựng áp dụng trong một cái câu nhất định, có nghĩa là sử dụng từ vựng trong ngữ cảnh, cái nơi khó hơn bài trước chút xíu nhưng cái nguyên tắc cũng tương tự thôi. Put to một cái gì đó chúng ta không biết đúng rồi, nhưng ở đây có một gợi ý là dropper, là cái ống nhỏ giọt. Thường ống nhỏ giọt sẽ nhỏ ra các cái giọt. Drops. Câu A đáp án là drop. Và khi mà dịch ra câu này có nghĩa là gì? Vui lòng nhỏ 2 giọt dung dịch vệ sinh vào mỗi tai và sử dụng cái ống nhỏ giọt.
Thì một cái tip các bạn để dễ trả lời câu hỏi, thường đối với quyển sách cũ hay là anh bằng một, các bạn từ khóa thường nó nằm ở danh từ là một, động từ là hai, và thường những từ khóa đó có thể nằm ở cuối câu. Đây là một ví dụ cuối câu, drop. Rồi B, half a liter, một nửa lít là 500 gì các bạn, 500 ml đó, hay là milliliters. C, 16 liên quan tới pound, thì đây sẽ là ounces. Và câu D, 1000 cái gì gram. Thì lưu ý ở đây thì chữ thousand này không có chữ th ở cuối, nên không phải là 1/1000 mà nó là 1000 gram. Rồi, đối với bài reading, cái phần này là chỉ là dịch từ tiếng Anh và tiếng Việt dựa trên những cái viết tắt thôi. Chúng ta biết từ MEQ, đây là milli đơn lượng ha. Thì bệnh nhân đầu tiên tên là Pascal, 40 milli đơn lượng, KCL 2 lần một ngày, twice a day, 2 lần một ngày, 1 ml hay là 1 cc insulin, tim và bụng sau bữa tối. Tương tự, home chúng ta có 2GTT, đây sẽ là 2 giọt. Saline solution, thì bạn lưu ý ở đây, khi chúng ta nói về dung dịch nước muối, mà nước muối là truyền các bạn. Những anh chị nào còn nhớ TOEIC, muối là salt đúng không? Người ta sẽ không sử dụng chữ salt solution. Cái từ đúng sẽ là saline solution. Nên ở đây các bạn đánh dấu để chúng ta biết được cái từ này là từ chính xác để nói về nước muối khi mà chúng ta truyền. Rồi, TSP và TBSP, hai này giống nhau. Một cái là một muỗng cà phê, nhưng ở đây thầy dịch ra là 10 ml để các bạn áp dụng ở Việt Nam cho nên dễ, tại vì không có ai mà lấy cái muỗng cà phê để to thuốc, rất là hiếm đúng không? 10 ml chính xác hơn ha. Và đây 10 ml là sử dụng dầu cá, fish oil. Rồi Robert uống 15 ml, đây là một muỗng canh, cũng tương tự ha, không ai lấy muỗng canh cả, người ta biết được đây là 15 ml. À ok, câu hỏi là khi nào chúng ta dùng GTT, khi nào dùng drop. Thật ra khi các bạn nói chuyện với một người bình thường bao giờ cũng sử dụng drop, tại vì không ai biết được GTT viết tắt cho cái gì đúng không? Còn đôi khi các bạn sẽ thấy bác sĩ họ sử dụng chữ GTT này, nhất là bác sĩ ở bệnh viện nước ngoài, nhưng bác sĩ Việt Nam cũng không dùng. Đây là chúng ta học để biết nó viết tắt cho cái gì, nhưng luôn luôn khi dùng á thì bao giờ cũng khuyến khích là viết đầy đủ ra drop. Được chưa? Ok. Rồi, mg, milligram, này quá đơn giản, ai cũng biết rồi đúng không? mcg, microgram, oz, đây là ounce, ounce. Rồi, này cũng là đơn giản thôi. Câu số 1, what is the purpose? Là một tip nữa các bạn. Khi các bạn học câu số 2, thường là những câu hỏi, bài tập số 2, thường là những câu hỏi liên quan đến bài tập. Nếu các bạn thấy chữ purpose, câu này không cần phải học thuộc. Tại sao? Đối với một cái mục đích của cái bài đọc, không có cách nào các bạn có thể nhớ hết tất cả mục đích của tất cả bài đọc được, đúng không? Nên ở đây chúng ta chỉ cần nắm từ vựng là đủ. Rồi, về câu số 1, câu A, describe, có nghĩa là mô tả ha. Different medication and their effects, mô tả các loại khác nhau và tác dụng của chúng. Thì cái từ ở đây chúng ta cần lưu ý là describe, mô tả. B, to show safe dosage of different medications. Show đây là hiển thị liều lượng an toàn của các loại thuốc khác nhau. C, list
có nghĩa là liệt kê các cái thuốc và các cái liều thuốc của bệnh nhân. Câu D, explain, giải thích những loại thuốc vân vân. Thì A, B, C và D, các bạn cần học về gì? Những cái động từ to describe là mô tả, to show hiển thị, to list và to explain. Đó là những cái từ các bạn cần học. Còn những cái từ còn lại chúng ta đều đã học phần trên rồi, không cần phải lặp đi lặp lại quá nhiều lần. Đáp án đúng của cái câu này sẽ là câu C. Thì rõ ràng nó là một cái list liệt kê ra bệnh nhân sử dụng thuốc liều như thế nào á. Thì đó là liệt kê. Để trả lời được câu này thì các bạn phải hiểu được cái động từ là gì. Đây là liệt kê. Số 2. Which of the following patient does not get multiple medication? Bệnh nhân nào sau đây không dùng nhiều loại thuốc? Câu này các anh chị cũng không cần phải học thuộc lòng. Lý do mỗi một bài đọc nó sẽ có những bệnh nhân khác nhau, liều lượng khác nhau. Thì đây chúng ta có đáp án liên quan tới Robert, Harrison, Pascal và Holmes. Nếu câu này các bạn phải làm thì các bạn sẽ làm gì? Tên, sau đó xem cái danh sách và xem họ sử dụng bao nhiêu loại thuốc. Đúng không? Thì đây là các loại thuốc họ sử dụng. Cái này anh chị không cần phải chép lại ha, tại vì nó đã có ở trên, thầy chỉ ghi bên cạnh để các bạn dễ làm hơn xíu thôi. Thì đáp án ở đây sẽ là câu D. Lý do tại sao Holmes là người duy nhất chỉ sử dụng một loại thuốc, và saline solution ở đây có nghĩa là cái nước biển người ta truyền dịch đó. Còn tất cả những người khác đều sử dụng hai loại thuốc khác nhau. Tên thuốc các bạn không cần phải học thuộc lòng nữa. Tuy nhiên đa phần những cái này các bạn đều biết là cái gì đúng không? Ví dụ insulin ai cũng biết rồi hả? KCL ai cũng biết. Fish oil, dầu cá. Rồi, câu này bắt buộc phải học thuộc lòng. Lý do không cần đọc bài đọc, dựa theo kiến thức của các anh chị biết là một ml nó bằng cái gì đúng không? Một ml là một cc. Nên đáp án ở đây là câu D. Nên đánh dấu với thầy câu số 3 là chúng ta học thuộc cái câu này. Và ở đây tại sao thầy nói các bạn phải học thuộc lòng những câu này? Tại câu này nó đã là một câu trắc nghiệm rồi. Nên nếu chúng ta học thuộc lòng thì khi các bạn gặp lại trong kỳ thi cuối kỳ á, các bạn sẽ không cần phải dịch nó nữa. Đúng không? Nên đối với ngoại ngữ, học thuộc lòng càng nhiều càng tốt thì nó sẽ trở thành một phản xạ cho các bạn. Rồi bài số 5, điền từ. Thì đây chúng ta sẽ có gì đây? Different dosage and measure out in m, có thể là milliequivalent, milligram đều được hết. Thì đây là một cái gợi ý thôi. C, cc và g là gram. Thì lưu ý đối với cái đáp án cho câu đầu tiên ha, chữ m có thể là nhiều thứ, milligram cũng được, milliequivalent cũng được ha. C thì chỉ có một đáp án là cubic centimeter, hay thường người ta biết là cc á, và g là gram. Rồi phần listening, đây là giữa hai y tá. Thì các bạn lưu ý chữ nurse có nghĩa là y tá ha, head nurse, head là cái đầu, nhưng ở đây chúng ta sẽ không dịch là y tá đầu mà có nghĩa là y tá trưởng. Phần này là ôn lại của anh văn 1. Thì đây người ta có phần tiếng Anh bên trái, tiếng Việt bên phải. Phần này các bạn tự về nhà. Những bạn nào mà muốn dịch thì có thể gấp đôi cái tờ giấy lại, đọc dịch sau đó kiểm tra phần tiếng Việt bên tay phải cũng được. Và khi học các bạn đừng ai học tiếng Việt, học bên tay phần tiếng Anh. Thì trong cái bài đối thoại này những cái từ vựng khá là đơn giản, đúng không? Những từ chúng ta đều đã học rồi. Ví dụ antibiotic chúng ta biết đây là thuốc kháng sinh, đúng không? Rồi liều, by mouth, bằng miệng, đường uống, vân vân. Rồi, câu số 1. The nurse thinks the patient dose is too high. Y tá nghĩ rằng liều của bệnh nhân quá cao. Nếu các bạn làm câu này ở nhà thì khi các bạn đọc câu này phải hiểu nó nghĩa là gì. Sau đó lên trên đọc phần thông tin. Đúng không? Tuy nhiên, online thì cho luôn các bạn đáp án sẽ là true. Câu số 2.
The patient must now take antibiotics. Bệnh nhân phải dùng kháng sinh, đúng hay sai? Đúng. Và câu cuối cùng là sai hả? Câu số 1, câu số 2 và câu số 3. Ba câu này rõ ràng nếu các bạn đọc, các bạn không thể nào trả lời ngoại trừ các bạn đọc phần nghe ở trên, đúng không ạ? Vì khi đã biết từ những cái bài này không có cách nào các bạn học thuộc lòng hết 100 bài hết. Nên phần này á, nếu đã nắm từ vựng ở trên thì cần học những từ vựng quan trọng nữa các bạn, không cần học thuộc câu hay là thuộc cái đáp án. Rồi, trước khi bắt đầu Unit 13 bài 13, anh chị có cần thầy giảng lại phần nào không ạ? Bài vừa rồi nó khá là đơn giản, tại vì tất cả những cái đơn vị đó các anh chị đã học hết rồi. Chỉ có một số cái, ví dụ như là muỗng cà phê, muỗng canh vân vân, thì cái đó nó hơi lạm chút xíu, nhưng cũng không phải là quá khó. Vậy được rồi, đúng rồi, tiếp tục nha. Administering medication, administer có nghĩa là động từ, các bạn lưu ý. Administer có nghĩa là cho thuốc hay là dùng thuốc. Medication, medicine đều có nghĩa là thuốc. Thử đây ta đang nói về cái cho thuốc, dùng thuốc như thế nào á. Thì phần này trong tài liệu của anh chị chúng ta sẽ học phần từ vựng trước ha. Đây là cái bảng này. Trong bảng này nếu được các bạn ghi luôn bên cạnh nó là động từ, danh từ. Cái đó các bạn phải tự làm ở nhà. Rồi, administer thì chúng ta thấy định nghĩa từ to đằng trước, chúng ta biết đây là động từ, to give medicine to a patient. Give medicine, cho thuốc, dùng thuốc hay là cung cấp thuốc cho bệnh nhân. Từ thứ hai, phần này chúng ta đánh một cái dấu sao mà, tại vì rất là nhiều bạn học không kỹ cái từ này hay là cụm từ này. Root of administration. Administration, nếu bạn nào học MBA có nghĩa là quản trị kinh doanh, đúng không? Chứ administration ở đây không có nghĩa là quản trị nha các bạn, mà nó liên quan đến administer, có nghĩa là cung cấp, là cho thuốc, dùng thuốc. Root of administration có nghĩa là đường dùng thuốc. Nên khi chúng ta nói về một cái đường nào đó thì cái từ khóa chúng ta cần lưu ý là chữ path, là một đường, đường dùng thuốc, đường mà một loại thuốc được đi vào cơ thể. Thì những cái phần này á, các bạn lưu ý là chúng ta sẽ học thêm chi tiết hơn sau đó, tại vì quyển sách tiếp theo chúng ta sẽ học kỹ hơn. Nhưng các bạn phải nhớ trong cái hình là hơi nhỏ, đúng không? Nhưng có rất là nhiều đường, không chỉ có đường uống không, có thể đường tim vân vân. Thì cái phần này lưu ý. Rồi, từ tiếp theo chữ dosage ở đây chúng ta cũng đánh một cái dấu sao không thầy? Tại vì lát nữa các bạn sẽ thấy một từ khá là giống nó. Có thể là không phải bài hôm nay, nhưng về sau giống nó. Khi chúng ta thấy chữ dosage, lưu ý cách viết của nó ha. D-O-S-A-G-E. Ở đây là bắt buộc phải học thuộc cách viết. Thì luôn luôn tìm hai cái, đó là gì? Amount và frequency. Liều lượng, liều dùng. Thường cái này các bạn sẽ thấy từ mô tả trong một cái đơn thông tin về thuốc ấy. Thì khi chúng ta nói về liều lượng và liều dùng, bao giờ cũng có hai phần: lượng thuốc và tần suất, đúng không? Thì uống Panadol thì chúng ta bao giờ cũng nói là gì đây? Uống một viên 4 tiếng một lần, đúng không? Hoặc là 4 lần một ngày vân vân. Thì bao giờ cũng có lượng thuốc, amount, và frequency là tần suất. Còn khi người ta nói về lượng thuốc thì người ta sẽ sử dụng cái chữ dose, D-O-S-E. Nên các bạn ghi trên chữ amount là dose, D-O-S-E. Yên tâm, nếu không nhớ về sau chúng ta học lại phần này các bạn sẽ nhớ. Rồi, IV, IM, SQ. Các bạn thấy những cái từ này rất là nhiều rồi.
Nhưng quan trọng ở đây chúng ta phải biết là nó viết tắt cho cái gì, đúng không ạ? IV intravenous. IV thì intra có nghĩa là into, là vào trong, vào bên trong á. Và venous là liên quan tới vein hay là tĩnh mạch. Intravenous, into a vein, hai cái này đồng nghĩa với nhau ha. Đây là tim tĩnh mạch hoặc là truyền tĩnh mạch. Và có một cái các bạn cần lưu ý là gì? Đối với IV thường, often, thường là trong một thời gian dài. Long period of time. Rồi, IM viết tắt cho gì? Intramuscular. Muscular có nghĩa là muscle hay là cơ, bắp. Into a muscle, tìm bắp. SQ, subcutaneous injections, under the skin, là tim dưới da. Rồi vậy các bạn sẽ hỏi là tại sao chữ này không phải là SC mà là SQ. SC cũng đúng nha các bạn, một số nơi họ sử dụng là SC và các bạn sẽ thấy luôn là SQ, cả hai đều có nghĩa là subcutaneous hay là dưới da. Tại sao ở đây sử dụng chữ Q các bạn? Nếu các bạn để ý, chữ cute giống như chữ dễ thương á, nghe giống như Q đúng không? Thì đó là một cách người ta viết tắt ha. Nên nhắc lại ha, SQ hoặc là SC đều có nghĩa là tim dưới da hết. Nên là trong tài liệu các anh chị ghi bên cạnh luôn SC giùm thầy. Rồi, PO, PR, hai từ này giống nhau, đúng không ạ? Khác nhau từng đuôi thôi. Vậy chữ O này là cái gì các bạn? Oral, hả? Oran, khi chúng ta thi oran là sử dụng miệng nói, bằng miệng, đường uống. PR, chữ R này viết tắt cái chữ rectum, hả? Và chữ rectum ở đây có nghĩa là trực tràng, là đường hậu môn của trực tràng. Rồi có một cái lưu ý là gì? Trong sách do chúng ta học về đường dùng thuốc nên chữ PR mới có nghĩa là per rectum hay là đường dùng qua đường hậu môn. Đa phần khi các bạn sử dụng chữ PR này với những người không học về dược, cũng không học chuyên anh văn chuyên ngành đó, họ sẽ nghĩ là public relations, liên quan tới công chúng vân. Cái đó trong ngữ cảnh này là không đúng nha. Nên nếu được, chúng ta nên hạn chế sử dụng những từ viết tắt. Đây chúng ta học thì chúng ta biết nó viết tắt cho cái gì, nhưng khi chúng ta sử dụng bệnh nhân với các người khác nên hạn chế sử dụng nữa các bạn. Tại vì ở đây người ta sẽ không hiểu PR có nghĩa là đi qua đường hậu môn. Rồi, SL, sublingual. Đây sẽ là beneath the tongue. Dịch ra là ở dưới lưỡi, thì đây là ngậm dưới lưỡi. Thì có một cái thêm nữa nữa, anh chị nào học anh văn 1 còn nhớ, thường những cái tiền tố nó gợi ý với bạn có nghĩa là cái gì. Chữ sub này là tiền tố, cái từ đầu chỉ ở dưới một cái gì đó, trong trường hợp này là ở dưới lưỡi. Subway là cái từ tàu đi ở dưới, đúng không? Rồi, trong phần này nữa các bạn cần lưu ý luôn, thay vì nó là beneath the tongue, người ta có thể sử dụng chữ under, cũng đều là ở dưới lưỡi hết. Rồi, topical. Top bên trên, đúng không? Thì đó là cách gợi ý các bạn sẽ dễ nhớ ha. Bên trên, bề mặt của cơ thể. Surface là bề mặt. Nên đây là ngoài da, hay một số nơi, một số trường hợp các bạn có thể sử dụng là sử dụng ở cục bộ. Surface là bề mặt. Bài số 3, áp dụng những từ vựng về định nghĩa. Topical, ngoài da hoặc là cục bộ ha. Chữ top là bên trên, đó là cái dễ nhớ nhất. Trên da, ngoài da.
Số 2, sub là bên dưới, sublingual đây là dưới lưỡi. SC hoặc là SQ á, tim dưới da. PR, rectum là hậu môn. IV, tim tĩnh mạch. Thì nhớ nha các bạn, tất cả những từ viết tắt bắt buộc các bạn phải nhớ là viết tắt cho cái gì. Ví dụ như P, IV đây là intravenous, học cách viết đầy đủ thời tim tĩnh mạch. PO là đường uống, O là oral hay là oral. Rồi câu A, inject into the fatty layer under the skin with a syringe. Cái này đừng ai dịch từng chữ một không thầy. Scan trước xem những cái từ khóa nó là cái gì. Phần tiếng Việt này chúng ta chép sau. Thì nếu bạn gặp câu A thì chúng ta thấy gì đây? Under the skin, ở dưới da. Đáp án sẽ là câu số 3 ha. Nên cụm từ quan trọng ở đây là under the skin. B, orally. Không cần phải đọc thêm nhiều nữa đúng không? Chúng ta biết là liên quan tới đường miệng, đường uống vào ha. PO. C, beneath, ở dưới, dưới gì đây? Tongue, có nghĩa là ở dưới lưỡi á. Sublingual. Trong slide này nếu các bạn không nhớ bất cứ một cái gì á, thì cách mà đơn giản nhất để nhớ là gì? Chữ sub này bên dưới. Sub ở dưới, dưới da. Sublingual ở dưới, dưới lưỡi. Rectum, ba trọng lượng, chắc chắn không phải là topical, không phải là ngoài da nữa, và cũng không phải là tĩnh mạch. Rectum đây là trực tràng. PR. Câu E, into the vein. IV đúng không? IV. Và cuối cùng, surface, trên bề mặt hay là trên da, ngoài da, ở một cái tác dụng gọi là cục bộ. Rồi, bài số 4, cũng giống như bài 4 của unit trước, chúng ta sẽ 4 đáp án, dosage, liều lượng. Thì lưu ý là cái lượng thuốc và tần suất, cả hai cái. IM, intramuscular. Administer, đây là động từ ha, dùng hay là cung cấp. Tiêm bắp và đường dùng thuốc. Nhắc lại một lần nữa nha. Route of administration, đây không phải là đường quản trị hay con đường lãnh đạo nha các bạn. Nó là đường dùng thuốc. Chứ administration này là động từ của, à, của, xin lỗi, administration là danh từ của cái động từ administer. Thì các bạn biết là đổi từ động từ sang danh từ chúng ta thêm shun ở cuối. Rồi câu số 1, sublingual or PO. Sublingual là dưới lưỡi, PO là uống qua đường uống. Thì đây chúng ta đang nói về đường dùng thuốc đúng không? Nên câu số 1 đáp án sẽ là route of administration. Đường dùng của thuốc này là dưới lưỡi hay là uống. Nếu các bạn cần phải dịch câu số 1 ra. Số 2, syringe là một cái kim tiêm. Thì khi chúng ta nói về kim tiêm thì có thể là tiêm bắp, tiêm dưới da hoặc là tiêm tĩnh mạch. Trong trường hợp này chúng ta có duy nhất một cái chọn lựa là tiêm bắp thôi. Nên đáp án sẽ là IM. Lấy cho tôi một ống tiêm để tôi có thể tiêm thuốc tiêm bắp này. 3. Medicine là danh từ liên quan tới thuốc. Trong cái câu này nếu các bạn nắm ngữ pháp thì chúng ta đang thiếu gì? Động từ đúng không ạ? Administer. Chúng ta nên dùng thuốc trong SNP như thế nào? Và cuối cùng, các bạn thấy là gì đây? 200mg lượng thuốc nè. Per day là tần suất, nên đáp án sẽ là dosage. Rồi, bài đọc. Ở đây chúng ta có tên bệnh nhân là Catherine Gates. Medical history, đây là tiền sử bệnh.
và họ liệt kê các cái thuốc. Có một cái các bạn cần lưu ý là gì? Đây là sách của người Mỹ, nên khi người ta ghi 5 trên 12 á, là tháng trước ngày sau nha, khi chúng ta dịch sẽ là 12 tháng 5. Đó là lý do tại sao các bạn thấy nó ngược lại ha. Tương tự, năm 17 không có tháng 17 nên đây sẽ là 17 tháng 5. Cụm đầu tiên, administer to the affected area, là bôi vào vùng da bị ảnh hưởng. Thì như ở trên đó, các bạn thấy chữ administer chúng ta có thể dịch là dùng hoặc là cung cấp thuốc. Tuy nhiên trong cái ngữ cảnh này chúng ta dịch là bôi, tại vì đang là gì đây, dùng thuốc trên cái vị trí da bị ảnh hưởng, nên dịch thoáng ra một chút xíu là bôi vào ha. Số 2, serious dehydration, có nghĩa là mất nước nghiêm trọng. Phần serious này chúng ta đã học ở Anh văn 1 rồi. Cái từ dehydration các bạn đánh hiểu sao không thầy? Tại vì từ này khá là hiếm gặp, nó có nghĩa là mất nước. Khi mà mất nước thì bệnh nhân có thể được gì đó, cho truyền IV, given fluid through an IV, truyền dịch qua tĩnh mạch. Các bạn lưu ý là đối với câu số 3 này, given fluid không phải là cho chất lỏng, cho nên dịch là truyền dịch thì nó ngay hơn. Rồi sau đó, số 4, intramuscular injections, hay là viết tắt là IM, có nghĩa là tiêm bắp. Tháng 5, serious complications, các biến chứng nghiêm trọng. Chữ complication này các bạn đánh một dấu sao để nhắc lại thôi. Từ này chúng ta đã học Anh văn 1 rồi. Subcutaneous, thường là viết tắt là SC hoặc là SQ. Và PR, tim dưới da và qua đường hậu môn. PR. Và số 7, PO, có nghĩa là bằng miệng. Thì đến ngày 26 tháng 5 là được gì đó, xuất viện. Khi mà xuất viện thường là sẽ sử dụng các cái thuốc, sử dụng cái đường miệng, đúng không? Đối với bài đọc thì chúng ta sẽ có một số câu liên quan đến bài số 2, exercise 2. Câu này chúng ta sẽ phải trả lời là đúng hay sai. Câu 1, Mrs. Gay was given fluid through an intramuscular injections. Rồi, câu này theo các bạn là có phải học thuộc hay là không cần học thuộc cũng được? Theo các anh chị. Ok, một người nó không cần. Các bạn nào nói có cần không? Một. Ok. 98 bạn còn lại ngủ hết. Rồi, câu này á, các bạn lưu ý là chúng ta cần học thuộc. Tại sao? Nó liên quan tới kiến thức ngành của anh chị. Thứ nhất là khi chúng ta truyền dịch, không ai truyền dịch qua tim bắp, đúng không? Có ai truyền dịch qua tim bắp không? Không, đúng không? Truyền dịch thì phải qua đường IV. Cái câu này mặc định là câu sai, các anh chị không cần phải đọc cái nội dung ở trên vẫn trả lời được. Nên đây các bạn đánh dấu câu số 1, học thuộc đồng thời. Và khi chúng ta có một câu sai rồi mà, thì các bạn cần biết luôn là câu đúng là câu nào nữa. Thì câu này người ta muốn trở thành câu đúng á, thì phải đổi là gì đây? Thay vì là tim bắp á, thì phải là tim hay là truyền tĩnh mạch, đúng không? Sẽ là IV ha. Nhớ nha, học sai phải học luôn cái câu đúng. Tại vì một trong những câu hỏi người ta có thể là chọn câu đúng trong 4 câu dưới đây, hoặc là chọn câu sai. Rồi câu số 2, receive antibiotic PO while in the hospital. Câu này các bạn không cần phải học thuộc, tại vì thuốc đường dùng khác nhau, thay đổi các bệnh khác nhau, đúng không? Câu này là câu sai. Tại vì khi mà ở bệnh viện á, thì bệnh nhân được sử dụng là dưới lưỡi và qua đường hậu môn. Rồi câu số 3, Mrs. Gay antibiotic pills can be taken sublingually. Câu này cũng không học thuộc nha các bạn, thì chúng ta không biết được cái thuốc chính xác là thuốc gì.
không biết là sẽ sử dụng qua đường uống hay đường dưới lưỡi, đúng không? Câu này là đúng. À, thì nhắc lại ba câu này chỉ cần học thuộc lòng câu số 1 và học luôn cái phần đúng là cái gì IV. Rồi bài số 5 là điền từ. Thì phần tiếng Việt rồi đã được cung cấp cho các bạn nên là khá là đơn giản. Ví dụ chúng ta có cái ô chấm, đây là loại thuốc mỡ bôi ngoài da. Topical là bôi ngoài da rồi ha. Chứ ointment có nghĩa là thuốc mỡ. Các dạng bào chế các bạn sẽ học kỹ hơn trong buổi sau. Tuy nhiên ở đây các bạn có đánh một cái dấu sao thì ta biết được chữ ointment có nghĩa là thuốc mỡ. Và thuốc mỡ là bôi ngoài da, topical. Rồi tiêm bắp. Intramuscular. IM viết tắt cho chữ này. Phần này các bạn cũng lưu ý là nhớ học cách viết đầy đủ thầy. Intramuscular. Thuốc kháng sinh, antibiotic pills. Rồi ở đây có một cái lưu ý là gì? Antibiotic là kháng sinh rồi, chứ pills này có như là các cái viên thuốc. Thì cách người ta có thể chuyển câu này thành một câu hỏi nghĩa là gì? Đối với những viên thuốc kháng sinh được dùng vào đường nào? Chắc chắn khi chúng ta thấy viên thuốc thì thường sẽ là gì đây? Đường uống đúng không? Hoặc có thể là đường dưới lưỡi, tùy theo trường hợp. Đừng ai chọn là sử dụng viên thuốc kháng sinh mà đi qua đường truyền hay là tiêm bắp nữa. Lưu ý phần đó không thôi. Rồi bài listening. Thì đây là giữa bác sĩ và y tá, Cindy, doctor vân vân. Cái này các bạn tự đọc ở nhà. Phần Anh và Việt đã được cung cấp rồi. Rồi, câu số 1, bài số 6, số 7. What are the speakers mainly talking about? Ở đây ta đang hỏi về ý chính của các bạn này là cái gì? Thường các bạn thấy ý chính, bạn sẽ không cần phải học thuộc lòng. Tại vì nếu chúng ta không đọc bài đọc, không biết được ý chính, đúng không? Tuy nhiên ở đây cần nắm từ vựng quan trọng. Ví dụ câu A, different between antibiotic and aspirin. Khác biệt giữa kháng sinh và aspirin. How to perform an intramuscular injections. Thực hiện tiêm bắp như thế nào? C, mistake involved routes of administration. Một lỗi liên quan đến đường dùng thuốc. Và what medication to give to patients. Cho hai bệnh nhân uống thuốc gì? Thì đây người ta đang thảo luận về nên cho các bệnh nhân uống thuốc gì. Rồi số 2. Why should Mr. Brown be given aspirin sublingually? Tại sao ông Brown nên dùng aspirin dưới lưỡi? Câu A. Can only have 600 mg per day. Chỉ có thể dùng 600 mg mỗi ngày. Cái câu này thật ra khi chúng ta đọc chúng ta biết là không nhất thiết là đúng. Tại vì viên thuốc uống hay là dưới lưỡi, cái milligram, 600 mg nó không phải là quá nhiều, đúng không? He does not like to swallow pills. Không thích nuốt thuốc. Câu B này có thể, đúng không? C. Afraid of getting injection. Có thể sợ tiêm. Và unable to chew tablet. Không thể nhai. Thì tại sao thì nhắc các bạn là đối với câu A, B, C này chúng ta cũng không cần phải học thuộc lòng. Tuy nhiên dựa trên kiến thức các bạn có thể loại câu A. Sau đó nếu cần tìm thông tin thì tập trung B, C và D ha. Đáp án ở đây sẽ là câu đề không nhai các viên thuốc nên họ uống là đặt dưới lưỡi. Rồi, đó là hết tất cả phần liên quan tới phần lý thuyết và các bài tập. Phần tiếp theo chúng ta sẽ làm cái gì? Thì đối với những bạn nào mà đã tải bài tập đó, thì hiện nay chúng ta sẽ có khoảng 62 câu ôn tập liên quan tới buổi số 1 ha. Ở đây các bạn đã download hay là tải phần này về chưa?
Ok, những bạn nào mà chưa tải không sao, bây giờ tải trên laptop hoặc là tải trên điện thoại thì hơi khó chút xíu, nhưng mà tải về đi ha. Tại vì sao? Thầy sẽ cho bạn khoảng 30 phút tiếp theo để làm những cái câu hỏi này trên lớp luôn. Sau đó chúng ta sẽ sửa trên lớp. Thì hiện nay là 2 giờ 45. Các bạn có khoảng 30 phút để làm. Sau đó thầy sẽ quay lại và sửa cho các bạn. Nên trong thời gian này á, là những bạn nào mà đã làm rồi thì có thể nghỉ để lao, những bạn chưa làm á, thì các bạn có 30 phút. Sau đó thầy sẽ quay lại và sửa cho các bạn từng câu một.